Cửa hàng Nhật Động Cơ xin chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986 28901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và bên em có ship toàn quốc nha mọi người. Hôm nay bên em sẽ lên sóng giới thiệu đến toàn thể anh em một mẫu máy cơ xích tay cụt mini này. Đó, dành cho anh em sử dụng trong gia đình vườn nhà nhé. Thì em này đến từ thương hiệu của Ethiopia Rit hạng Green nha mọi người. Mã số của em này là GC31 nha. Đó, em này thì rất là nhỏ gọn vừa tầm, 3,8kg nha mọi người. Và đời này có thắng xích nha mọi người. Đó, có thắng xích ha. Mẫu này thì anh em sử dụng trong gia đình, lâu lâu mà ra dọn vườn rẫy hoặc chuyên về mảng leo tỉa cành, sử dụng em này rất ok vừa tầm nha mọi người. Đó, thì lam cái em này được sử dụng lam tổng độ dài là 40 nhá, mặt cắt cây là 35cm. Lam xích khá mới. Lam là các cái nứt sơn và đầu rãnh lam chưa có bị dập đầu, chưa bị tè. Nứt sơn còn nguyên tem hãng hệ trên cây lam nha mọi người. Đó, green green này nha. Đó, rất là đẹp ha. Xích này được sử dụng xích chung 91 nha mọi người. Đó. Xích này thì cũng còn tương đối và đã rũ sẵn về chỉnh việc xài nha mọi người. Đó, đây. Rất là đẹp nhá. Ốp lam cái này được sử dụng ốp lam 2 ốc này, vặn trực tiếp bằng khóa 10 nha. Và tăng xích của em này nằm tại cây lam này, rất là thuận tiện. Anh em chỉ việc lưới lỏng hai ốc này là thò cái vít vào đây, mình tăng giảm xích tại lam luôn nha mọi người. Nó nhanh gọn lẹ ha. Anh em thấy làm rất là mới luôn. Nói chung em máy này cũng còn rất là đẹp. Đấy. Bên phía mặt nó lam tem mạc còn nguyên này nha. Đó, green green này. Đó, mô này anh em thấy đấy không? Rất là sáng nha mọi người. Lốc mặt tiền đây nhá. Tình trạng máy là riêng nguyên bản, bảo hành bao lột nòng 12 tháng nhá. Anh em mua được tặng kèm hai món đồ buji và rũa. Thì đây nó có núm bơm xăng phụ này, dưới là cái chốt e này. Đó, và đằng trước này được thiết kế cho mình lắp bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt nha mọi người. Anh em thấy không? Đằng lốc mặt tiền thì nó hơi ám mà cưa nhẹ một xíu này, chứ còn khá là mới ha. Đó, đây là lắp bình chứa nguyên liệu nhớt thải bôi trơn lam xích nha mọi người. Bên phía chụp giật đây, tem mạc thương hiệu Kiorit vẫn còn nha mọi người. Đó, đời này nói chung là xài rất ổn định, rất là nhiều anh em ưa chuộng dòng GC31 này ha mọi người. Đó, hàng Echo này đặc điểm là nó có cái thắng xích này, thứ hai nó có hai ốc lam này, anh em vặn nó cứng cáp ha. Đó, mà xài rất ổn định, tiết kiệm nguyên liệu nha mọi người. Rồi, giá của em Echo này là 2 triệu đồng tròn nhá. Anh em nào có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người. Giờ em sẽ khởi động cho anh em nghe ha. Xuống là tắt, đẩy lên là xài. Anh em nghe máy à, Gampi rất là êm ấm, nhớt lam ra tốt này nha mọi người. Đó, mẫu tay cụt nhỏ gọn, sử dụng gia đình ha mọi người. Rồi, ok. Giá của em này là 2 triệu đồng tròn nhé mọi người. Anh em nào có nhu cầu sử dụng máy cơ xích này liên hệ qua số điện thoại 0986 28901 đặt hàng nha mọi người.